Không mấy chi tạo thành việc tôn kính Pháp hả? Tức là con từng đọc ở đâu mà con bị quên hả? Nghe cái sự hiểu biết và nghe cái sự chú tâm. Vậy thì nếu như mà mình nói về cái chuyện mà để mà mình tôn kính Pháp á, thì cái đường nào là cái đường nó chắc ăn nhất, cái gì mà nó quyết định? Ý của mình ở đây tức là như này với bạn, tức là khi mà mình học theo năm cái chi phần đa văn và nhân thì cái bước cuối cùng là khéo léo có cái sự suy xét để mà thể nhập cái điều mà mình học á đó. Lúc đó là tôn kính dữ dằn luôn đó, nó đã trải qua bốn cái bước trước trước đó rồi à. Thì đó là riêng về phần học nha, để tới cái phần mà mình ngẫm nữa, để tới phần mình thực hành pháp học pháp hành pháp thành, là coi như là mình tôn kính và mình đi đủ cả cả ba cái khuynh hướng luôn, lý cũng có trong đó, tín cũng có trong đó, và nghiệm cũng có trong đó. Đó là kệ Phật.
Mấy bữa nay cô cũng đang mở sự chính mình lên làm cái nhạc nền để làm bài. Mà cái người hát cái nhạc này hát nhanh quá. Sư cũng cập nhật dữ lắm à. Tức là có những cái luồng ý kiến khi mà nghe sư Tọ Khanh hay là các vị sư khác mà giảng đó, mà đồn đón theo một hướng nào đó là trong các cái bài giảng của sư đó, mà sư có lượm mấy cái ý đó ra thì sư giải đó. Rất bắt dữ à. Thì nghe sơ sơ lẩm bẩm cái phần của một cái vị sư khác giảng, cái suy đoán, cái viết bài, cái post lên, cái share ra tới tai sư, sư lụm ra, sư giải thích. Tính chính là người ta nghe đọc tụng Pali hiểu thì có lợi ích không? Trời, trả lời gì cũng khó ra. Tức là khi mà mình nói là nghe với cái sự cung kính á, với cái niềm tin á, tức là sao? Họ đã biết những cái thứ mà họ đọc mà họ đọc tụng đó là nó là những cái điều hay, những cái điều tốt, những cái điều đúng. Mà đằng này là đọc tụng Pali nói là về cái chuyện mà biết cái đó nó đúng, nó hay, nó tốt, khó à? Có chăng á là thuần về cái mặt niềm tin á, tức là ô tôi biết á, cái này là lời dạy của cái ông chánh đẳng chánh giác nè, mà ổng là có cái trí tuệ siêu phàm lắm, ổng nói cái này chắc đúng á, được á, mình đọc mình tụng cho nó quen, rồi mình nghe riết cho nó quen để mình học tiếp được đó, được. Còn khi mà người ta có cái sự tập trung thì để cho người ta đừng đừng có lơ là, đừng có phóng tâm, đừng có bất thiện lúc đó thôi. Thế mà hiểu không? Chứ mà đừng có dính vô cái chuyện là ô tiếng Pali vô thánh ngữ vô đọc Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sa Mà Giá, Nam mô Sa Kha Giá, cái câu phước chết luôn ạ. Chết luôn ạ. Cái đó là chỉ có vô tăng đoàn của Nhật Tăng thôi, chứ không có vô cái tăng đoàn của Đức Phật đâu nghe. Cho nên sơn cẩn thận. Chứ cái luồng suy nghĩ đó nó cũng nhiều lắm mà. Bản sư là Nhật Đàn. Tại vì mình chưa có học theo cái kiểu là mình ngồi mình bấm riêng cái phần của sư ra để mà ghi chép, mình suy nghĩ, mình đặt câu hỏi á, thì tranh thủ cái lúc mình ngồi mình làm cái việc gì đó mà nó giản giản đơn đơn á, cái mở lên à, thì cũng có một cái khoảng thời gian á là tôi cũng nghe sơ sáng như vậy đó. Thì hỏi cái cách đó nó tối ưu không, thì không, nó không có tối ưu, nhưng mà xài tạm mùa nước là lục bông được. Làm mấy cái hình khóa học được không?
Đó, tạo duyên không? Tạo duyên để mình phải quay vô mình nghe cho chín chắn đồ. Sinh về lợi ích thì con hiểu là như vậy, có thể có tâm thiện nhưng quan xét tới chuyện hợp trí hay không, cái thần của ông Tàm biết luôn không dữ à. Trả lời chung thì trả lời vậy thôi chứ biết sao giờ quý vị. Mấy bữa nay lâu xuất hiện dữ ta. Có lúc thì mở cái nhạc nền là bước thầy con theo, có lúc thì mở lại vô minh và ái dục, sự sinh viên, mấy cái đó nghe nó muốn thụt lòng luôn đó. Học cái cũng mở lên là dạng nền. Có chứ, có mà. Và còn đỡ hơn là ta nói chứ mình ngồi mình cắn móng tay, cắn móng chân, giò đầu rứt tóc. Thì mình có sức làm là mình biết được lợi ích và khổ đau. Cho nên là hồi lúc chị học nhóm đó nhấn mạnh cái chuyện đó là phải đi tới, phải đi tiếp, chỉ có như vậy không là chết. Nói kinh nghiệm thì Dũng cả, thì Dũng có thâm niên trong việc là mở pháp cho chư thiên nghe, cái đi ra đi vô đi tới đi lùi nghe đúng cái chỗ cần nghe. Tôi cũng có một thời gian dạy cho nó. Ôi ông Dũng vì hiểu không, tôi đang thắc mắc chỗ đó không, cái tôi mở pháp lên không, cái tôi ngồi tôi làm gì đó, cái tôi ngóc cái mỏ tôi lên cái nghe đúng chỗ đó luôn không. Tôi cũng vậy bà, tôi đi ra đi vô cái ngay đúng chỗ đó luôn. Thì nếu như mình không làm cái chuyện đó thì sao mà có cái cơ mà mình ăn may phải không. Mình ngồi nghe không nghe, loạn tâm không loạn tâm, nghe không nghe cũng do mình chứ, hiểu không đó. Thấy chưa, bởi vậy ta nói từ cái buổi học nhóm hồi chiều, thấy chưa, mấy cái đứa mà nó hùng hổ vậy đó, bình thường nó ở mình nó rén lắm, nó rén lắm chứ phải gì mà nó mạnh mẽ là nó dám nghe rồi, nó dám vừa nghe nó vừa làm việc rồi. Nghe đúng đoạn nó thôi đó, nó có cái tình huống nó xảy ra không.
cái bé bà nói kể từ ngày mai mà cô thấy con ít share bài ở trên Facebook là cô cũng thông cảm cho con nha, tại vì kể từ tối hôm nay là con có một cái cách làm mới rồi. Cũng được, kinh nghiệm làm sao. Có ổn không đó? Bên đó có bình tâm bình ổn không? Mặt tiêu rồi. Ok, tức là cũng đã từng làm. Chắc được ngập ngập nước rồi này nọ đó, cho nên béo nó về chắc rễ hả ta. Trời ơi, tôi thấy ở dưới Cần Thơ nó ngập gì mà nó như là biển nước luôn, cái gì quá chừng quá đất. Tôi mới xuống ông thầy Dũng dọn lên Sài Gòn. Nhiệt là quên nào luôn. Người ta nói là mở pháp ông non ơi, người ta dùng cái từ nhạc nền, nhưng mà cái nhạc nền là phá. Ông mở nhạc ông đi luôn, theo đó là phải rồi. Đã cái thân yếu mềm 90 kg dễ bị xuôi theo hà, mà mở nhạc lên chi cho nó cuốn mình trôi vậy con. Thấy mở tầng xịn xịn không? Chánh minh, sáng nhiên, tội khăn, chứ có dám mở thường thường đâu. Trời ơi, lộn gì cơ, con lộn gì, sống mấy chục hả? Thì cô nói hớ hớ vậy đó mà, chứ bộ hổng, cô nói cái số kilo của con bị hớ quá, cho nên bây giờ cô phải trừ bao, trừ bì, trừ 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 xương cốt nữa, không tính dồn vô đó. Lên Sài Gòn chắc đông vui ha. Thầy Dũng hay nói quý vị trên Sài Gòn năng động lắm, mà quý vị làm sao mà thầy Dũng sợ, thầy Dũng dám lên. Chèo sùng. Vậy ra Sài Gòn thì nó cũng ngập muốn chết, chứ nó cũng không có cao sang gì á. Cỡ mà chờ Tết với Tân mà nó lập ra cái doanh nghiệp mà nó có cái số tiền khủng á, nó thuê cái tòa Landmark người ta 81 tầng, nó thuê đôi đôi 3 tầng cao cao trên đó, không có sợ muỗi, không có sợ nước. Lên đó là chỉ có hít không khí ồn nhiễm thôi, tịch túy luôn rồi, không có cái gì khác hết trơn, tha hồ mà lên mà dạy. Chờ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Xin lỗi, mua, đúng rồi, tiền để đáp máy bay trực thăng rồi không đó. Mình có tham dự hội thẳng ở các nơi đó, cái mình về cái mình đáp xuống, cái mình đi xuống với nhà mình thôi hả. Chứ đâu phải mà đi xe khách lên tiếng. Vì nó nói đây là đâu và tôi là ai vậy?
Sao bữa nay lớp nó lạ quá. À, Dũng sợ với cái số kilo này mình lên cao quá gió thổi mất. Nay chết rồi. Ok sáng suốt. Có động lực rồi không, ráng nha con, duy trì không, chứ ảnh cái chữ khoan của ảnh không có rê con, mà con làm sao đó mà con đi khoan đâu đi không. Chắc mình vô bài nha quý vị, báo chắc nó quên bữa nay có lớp. Hoặc là nước ngập nhiều quá chưa nhà tắm tắm cả nhà. Có tắm nhắn gì lên hả? Thầy có nói nếu thầy mà sợ cao quá để còn dương tốn mùa thấp thấp hoặc là mùa lửng lửng thôi cũng được. Tại cái vụ mà ngắm 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 bò ngắm trâu rồi đó thầy Dũng chê đó, chứ chứ thầy Dũng mà chịu là có nơi luôn rồi. Thích bơi lội có lắm đây bạn, cái gì chứ cái nước mà tự dưới đường ngập lên nó ngứa lắm không, đừng có xuống em tầm bậy vậy. Không gian như như nào hả? Thầy Dũng nói chỉ còn cách âm thôi con, chỉ còn cách âm mà cách âm tuyệt đối luôn đó, để mà thầy xong lớp rồi là thầy chỉ vô cái cốc của thầy thôi. Không có cốc, không có trong mong gì hơn hiểu không. Rồi vô bài đi. Trang ổn không Trang ơi? Bữa nay cũng có bạn mới nè, Thiên Sơn. Chào thầy ra cốc, thầy cốc đầu tụi bay à. Đây cũng gặp lắm. Rồi quý vị thấy cái câu mà tôi có tô cái mặt xanh nó quen không? Quen không? À, tôi học xong cái lớp viên đó là tôi đang ở đây liền đó quý vị, tôi mở cái giáo trình là tôi ghi vô liền luôn á. Đúng thời tạo tác thì không cắn rứt, mà đúng thời hưởng quả thì không có hối hận. Thì cái đó là cái tiêu chí cốt lõi, à, một đường duy nhất để chia tay với cắn rứt hối hận được không? Ai mà cần ghi thì ghi nha, còn để biết mà đúng thời như thế nào à, thì xin mời coi lại viên hệ mở rộng, ai xin lỗi viên hệ ứng dụng. Chào Thiên Sơn. Bữa nay mình đi tiếp đến cái phần này. Tìm các cái cách ha để sửa mình để vượt qua cái sự cắn rứt hối hận.
nó nằm ở trong cái phần là trào cử. Vụ trượt này trong tâm lý hàn lâm này cô. Còn đang nói cái ý ở dưới sao? Còn đang nói ở cái dấu chấm thứ ba ở phần sữa cũ đúng không? Toán nó test tôi cái gì? Test thử coi cái này phải cô mi soạn không? Hay là cô mi lấy đâu? Coi tôi có biết là cái chỗ nằm chỗ nào không? Ta chưa đi xong cái ý cho nó làm nó hỏi cái ý xuống dưới. Ông là trời. Chính chủ nha, chính chủ à. Rồi bây giờ mình đi đến cái phần sữa cũ nè. Giống như cái trường có dung thức em ơi. Em ơi cái vô thức đó là nó ở bên cái tâm lý. Em hãy để nó ngủ yên bên tâm lý giùm cô đi. Qua bên đây mình không có vô thức, mình chỉ có tập hành thôi, được không? Thiệt chứ. Rồi vậy thì mình cần đi sửa những cái cũ nào nè? Cảm ơn Tân. Hồ tiêu. Rồi thứ nhất ha, sửa những cái thứ mà mình không có rõ đúng tốt sai xấu. Cái chuyện mà mình không có rõ đúng tốt sai xấu đó là cái chuyện cần sửa, nên sửa, phải sửa. Cái chuyện mà lưỡng lự trì hoãn trước cái điều đúng tốt, cần sửa, nên sửa, phải sửa. Hai cái điều này là hai cái điều chính yếu nhất để giúp cho mình chia tay với cánh rất hối hận. Rồi tiếp theo nữa là cái chuyện mà mình trượt theo cái quán tính mất nết trước cái điều sai xấu. Tức là sồn sồn lên đó, xử lý nó tào lao á, sai tùm lum á, lủng tà la đó nha. Cái đó nền sửa. Mất trí nhớ nữa nè, về những điều lệ lạc và cả những điều tai hại đã qua, nhận diện gần chết luôn, ghi sổ đồng hành cả ngàn trang luôn, cuối cùng có một mình cái người đọc cái sổ đó nhớ nè. Mình không nhớ. Rồi ta nói chứ họp tập huấn học nhóm lượng và lượng giá nữa, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi 80 thứ luôn, mất trí nhớ, không có nhớ đến những cái điều đó. Không tự lượng sức mình mà ăn mày quá khứ, cái này cũng cần phải sửa luôn. Sửa cái thứ nhất đó là sửa cái chuyện là không biết cách tự lượng sức mình, mà sửa cái điều thứ hai là rất hay ăn mày quá khứ. Lâu lâu cái dở hình là coi, ngồi điểm lại danh sách những cuộc tình vấp vai vừa qua. Cái này chắc tốt như Tấn có kinh nghiệm ha, ở bên này có Tấn cho nên là tốt như thần nha. Rồi học không tới, nhớ không hết, ngẫm không thông, cực đoan. Bữa nay thiếu bà gì nữa, bệnh không luôn á. Quý vị cứ hình dung mà tôi ghi một cái ý nào ra là cái gương mặt đại diện cho cái ý đó nó hiện lên, quý vị hiểu không? Mà tới hồi tôi nói cái gương mặt nó hiện dài nữa đó, mà trí không à, chứ không phải trạo hói nghe, trí không á. Và sau cùng là thiếu cái sự phòng hộ trước cái việc hoặc là cái người mà vốn quen nết cánh rất hối hận. Thấy mấy người đó cái sắp sáp vô vậy đó, làm như thân thiết lắm vậy đó, làm như vui vẻ lắm vậy đó, làm như bạn thân lắm vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, nguyên một đống cánh rất và hối hận luôn, mà mình bên đây cũng một đề, cái mình sắp với một đống bên đó rồi thôi, vĩnh biệt luôn. Đó thì những cái điều này là những cái điều mà vì có hay không, ít hay nhiều,
Thì bên đó quý vị cũng lấy cái cây bút chì ghi ví dụ ra cho mình ha, rồi mình đi mình sửa. Những mầm móng trực tiếp và gián tiếp để nó đưa đến cái chuyện là mình cuộn dây với cán rứt và hối hận. Nếu mà quên hết á thì nhớ hai cái đầu thôi, còn nếu mà nhớ hết á thì nhớ cho đủ luôn. Cái gì cho hay nghe. Chờ quý vị khác ghi xong thì tốt rồi, tốt ra cầm cái cây bút chì lên cái tốt ghi ví dụ kế bên mọi ý này ha. Khi mình nói đến cái chuyện mà lưỡng lự trì hoãn cho cái điều đúng tốt có xảy ra nào vậy, chuyện nó làm sao biết được mình sửa từ cái chi tiết đó, cái nó quy nạp từ từ. Vì chắc ghi bài trước chắc xong rồi ha, vì ha. Mình định hướng cho trì hoãn nhiều nhất ha. Có mỗi cái chuyện trì hoãn là cái bà làm rất nhanh. Hiểu không, hiểu không? Thì bây giờ chỉ cần mình làm chậm cái đó lại và những cái thứ khác mình làm nhanh lên là được không, dễ ghê không, như trở cái lòng bàn tay vậy đó. Thiệt ra đó quý vị, ví dụ như trong trường hợp của bé ba ha, là
cái việc mà mình có cái sự tự lực và các cái điều kiện cần thiết để cho mình đạt được cái sự tự lực ấy, nó vẫn còn quá mới mẻ đi, mà mình lại chưa có chịu chơi với con người á, thì ta nói cho nó khó, cho nên là phải cân đối cái đó lại. Tại vì nhiều lúc có một cái đứa mà nó nheo nhẻo bên cạnh mình, chẳng hạn như cô My, mình có tâm nó con, cô My cũng phải cố gắng nhiều lắm, cô My thay đổi nhiều lắm à, biết ơn người đó đó, con hiểu không à. Cho nên mình thấy mình yếu thì những cái người xung quanh mình á, mình phải tìm cái cách, mình tìm cách để mình trợ cho họ, là mình tìm cách để mà mình trưởng thành hơn trên cái con đường sau mình thăng tiến của mình. Mình biết mình thiếu cái gì à, mình biết mình mạnh cái gì, mình biết mình phải có cái sự linh hoạt sao. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu. Tập trung một mình dân. Kêu hoài luôn đó. Kêu hoài luôn. Chưa chịu chơi với người chứ. Lì cũng ngang ngang tôi chứ không phải ít đâu. Mà tiếc là trên cái cõi đời này chỉ có mình thầy Dũng thôi. Mà thầy Dũng đã chờ muốn mục xương rồi, với một người rồi. Thì bây giờ có để mà thầy có thêm một cái bộ xương khác để mà thầy chờ con tiếp lắm bé ba. Cho nên sống sau phải sầu cái sống trước đi, không mình lẹ lẹ lên con à. Thì đó, thì đó mới nói là cũng 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 dữ dằn lắm. Chứ chắc chắn là sẽ có thấm thía cái chuyện đó, chắc chắn là có thấy được cái sự này đó. Chẳng qua là tao không nè, coi có bị sao không nó kiểu gì đó. Thì nó đâu có sao, trời lúc này mưa nhiều lắm, không có sao xuất hiện không. Rồi giờ mình đến cái phần gieo mới nha, không biết bé ba nó có kịp cái chỗ mà sương một hôm ta, hay là nhanh quá không không nghe, không không nghe kịp ta. Ok. Bà nói đi, nói cái điều đó mà tôi không làm cái bộ xương tiếp theo. Mơ đi ngang, mơ đi ngang, chỉ duy nhất có một cái bộ xương đó thôi. Cho nên mình phải tự lực lên à, cái chỗ đó mới là cái chỗ cần cái tự lực đó để mình xoay chuyển cái tình thế đó, chuyển khởi đó. Vì nó chưa hiểu, vì nó chưa được trải nghiệm cái sự chờ mục xương đó. Tại vì xương nó đã mục trước khi con xuất hiện trong cái trung tâm này rồi. Hồi xưa mới gặp cô hả, cô thấy con đó tâm là con gặp ai đó, con mới gặp cái lần đầu con thấy người ta chát lên thôi là con cũng đón cái người đó có từ tâm nhiều nữa tâm. Cô My nhớ vậy đó, trong cái suy nghĩ của cô My là người ta chát lên thôi là con cũng đón người ta có nhiều cái tâm từ nữa, cho nên là con có lỡ mà con đón bậy cô như vậy thì con cũng không có trách đâu. Xương của con chắc được không đâu, xương của cô nó giòn lắm, dạo gần đây đó cô phải mua thuốc cô uống cho nó thêm canxi không, mà người ta nói là cô phải phơi nắng nhiều hơn à, để từ từ cô cập nhật cho con không. Nó thà nó đi hỏi một cái bà già khấu đế coi xương bà chịu đựng bao nhiêu còn hơn nó tự nó đi nó chơi với con người, chịu nổi không. Chỉ mà nói nó lì nó không có chịu không? Này, nó không chịu được đâu. Cái này là phải cho vô cái nhà tình thương thôi chứ không có cách nào khác, cái nhà tình thương mới cảm hóa được người này thôi. Tôi báo cho thầy Dũng một tin buồn vui lẫn lộn nghe, có thể sắp tới đây sẽ có một cái nhà mới đó, nhà đó tên viết tắt gọi là nhà tình thương. Tên tiếng Pali của nó là nhà Karuna à, đáng lý ra phải gọi là nhà bi mẫn nhưng mà mình gọi là nhà tình thương.
mà ai trong nhà đó là thầy Dũng cũng có thể hình dung rồi đó. Tính rủ thêm bé bà đó. Đủ khổ bên đó mình không chịu đi bên đây, chứng tỏ là còn quật cường lắm. Rồi mình đến với cái phần gieo mới nè. Cũng hai cái ý đầu tiên là quan trọng nhất. Quý vị có thể không nhớ những cái ý sau, không nhớ đầy đủ tất cả những ý này, nhưng mà hai cái ý đầu này là quý vị phải ghi lòng thật dạ nha. Thứ nhất là nạp và củng cố cái sự xét soi đúng sai tốt xấu, rồi đa dạng các cái phương cách chân chánh để làm và dự trù làm những điều đúng tốt. Ồ, cái này có gì yếu lắm nè, cái này yếu lắm luôn á, đã bị đơ trước cái điều đúng tốt rồi, đã hiếm hoi trong cái chuyện mà dự làm rồi, mà nó làm hay nó dự làm, nó làm đúng có một cách thôi à. Ô là trời, hỏi Vi coi lúc này còn lao một chiếc đũa không bé yêu đó, trời đất quỷ thần ơi. Mà trong cái đó là mình phải đa dạng cái phương cách không, tại vì nếu như từ trước giờ mình chưa có quen làm những cái điều mà nó đúng, nó thiện lành á, hoặc là mình chưa có quen làm nhiều á, thì làm sao mình có cái sự thiện xảo? Mà khi mình không có cái sự thiện xảo thì mình sẽ gặp khó khăn à, trầy trật à, trật ruột à, thấy mình bở thì mình à. Tại vì mình tìm có một cái phương pháp mà mình nghĩ mình bằng trời luôn rồi, cha mẹ thiên hạ luôn rồi, tại sao lâu lâu tôi làm một lần mà không cho tôi thành công? Ông là trời đó, cái ý số 2 hiểu không bé Vivi? Cô nói cái ví dụ hồi nãy cũng chỉ có mình cô với con biết hả, không có ai biết cái chuyện mà con lao lao cái đũa đâu, phải không? Cho nên bên đó cũng đừng có quay nghe. Rồi tiếp tục là biết cái trống sai nên tém nết và xa lìa cái điều sai xấu. Thường chủ động dần mang những điều lợi lạc và tai hại ra phân tích theo điều học. Chủ động nha quý vị, chủ động nha tâm. Hướng đích, dùng công cụ nhận diện và hướng dẫn với vấn đề. Tức là khi mình suy nghĩ, khi mình nói năng, khi mình làm á, mình cố gắng để mình quay về cái đích. Mình biết mình và mình hướng đến cái cách giải quyết vấn đề chứ không phải là để ngâm đó. Học nhớ ngẫm sao cho nhiều cái giải pháp để mật và kiến tạo cái môi trường làm đúng và xấu thì sao. Xấu xa này gạch nói vậy. Ồ cái từ này nó hay đó quý vị, xấu là phải xa đó. Ta nói chứ xấu với sáp là không là chỉ có chết thôi. À, thì đó là những cái phần gieo mới. Xong cũng cho hay nghe. Ví dụ như quý vị viết các cái việc nó cụ thể trong từng cái ý này nè, cái mình làm thành từng cái tờ thâm á, cái tuần này cái mình bỏ vô 5 cái ngôi sao hy vọng, cái mình đi mình tập mình làm, cái cuối tuần mình lượng giá, cái mình có cái mình cởi. Tuần này nè có những sự chủ động làm sao để mang cái điều lợi lạc ra phân tích làm sao ra được cái gì, bí đường bí bị chữ rồi không đó, tai hại sao phân tích đó, rồi mình tham gia đóng góp kiến tạo cái môi trường xung quanh mà mọi người có một cái sự phản ứng lại với những cái điều đúng tốt, mọi người đi làm liền, mọi người có cái sự chê với những điều sai xấu, mọi người xa lánh, ví dụ vậy đó.
làm như là em bé mầm non luôn. Cuối tuần mới có cái để nói chứ. Tính nhắn Trang mà Trang bữa nay nó vô nó dự sao? Rồi mình đi đến cái phần kết hợp giữa sữa cũ và dơ mới ha. Thì ở đây tôi nói tôi trình bày nó vắn tắt lắm. Đó là sữa nhiều, dơ ít cũng được. Cái này mà dành cho ai anh hùng xa lộ ha. Thì thường mấy cái người mà anh hùng xa lộ đó thì thích cái kiểu đầu lắm, đè ra sữa không à. Yếu gần chết vậy đó mà ngáp ngáp cũng đè ra sữa thôi. Bữa nay không có thiều duyên không, cái này là nói cho thiều duyên đó. Rồi cũng có cái kiểu là sữa ít mà gieo nhiều cái này là kiểu mới mới đó, vô T1 T2 đó, mà kiểu của Tuấn đâu đó đó là cái tiếp thứ hai nè. Rồi sữa nhiều mà gieo nhiều luôn, cái này chắc bé bà quá. Này chắc phải bé ba không? Mà bé ba sau khi đã chịu chơi với con người không, kèm theo cái điều kiện và sau cùng là sữa ít và gieo im cũng có luôn, nhưng mà cũng xài đỡ mùa mưa ha, xài đỡ mùa mưa đó. Thì có bốn cái kiểu như vậy. Thì chỉ quý vị để quý vị về quý vị chơi một cái game ha. Đó là quý vị kẻ bốn cái cột này ra nè. Đó. Cái trong bốn cái cột này cái quý vị kẻ thêm tám cái cột nhỏ nữa. Đó. Cái sữa nhiều đúng không? Sữa nhiều đúng không? Cái lên đây lượm cái ý sữa rồi bỏ giờ. Ví dụ 8.000 cái ví dụ luôn. Gieo ít đúng không? Cái lượm cái ý gieo ít giờ. Bỏ vô cái 799 cái ví dụ đó, ít mà ít hơn một cái đó. Bắt đầu cái lần lượt liệt kê ra thú vị lắm á. Có những cái lần mà tôi chơi những cái game như vậy là tôi phải nói từ cái tờ giấy A4 này qua cái tờ giấy A4 khác đó quý vị, cái nó mới đủ. Tôi nói chiều dọc xong cái tôi nói chiều ngang nữa, tại vì nhà nghèo không có giấy bự hơn, có giấy cái cỡ đó à, cho nên phải dán lại, phải ráp lại, phải nối lại để viết. Được ha. Vi hình dung được chỗ nào không Vi?
năm từ khúc kẻ bản hả? Chưa ra cái cấu trúc của nó hả? Thấy thường quá hả? Chờ xíu hả? Hồi đó đi học cũng dốt cái môn toán hành lắm đúng không? Đây nè, lên ta đừng đi lộn bị được xem rồi xong luôn rồi, mở cái này lên này, chờ xíu nha. Vì vậy chơi game, game này là game trí tuệ à, mà chơi không được là trí tuệ luôn ha, trí tuệ luôn ha. Rồi ví dụ vậy nè, đây đúng không, cái thằng số 1 này nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, đây là số nhiều nè, đây là gieo ít nè, được chưa? Đó, tương 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 tự như vậy. Số nhiều nè, số chứ không phải số ha, gieo nhiều nè, đó hình dung chưa, hình dung chưa? Đó, bắt đầu là ghi dấu, ghi. Thì mình chọn kiểu thôi, ví dụ như mình chọn kiểu này thì mình nêu ví dụ cho kiểu này thôi, cái mình làm tức tắc mình làm cái nào mình làm được cái mình thích vô, thích vô à, thiếu bé ngoan được. Đó, bốn phần bốn góc không hiểu. Được ha, rồi về cái phần này quý vị có hỏi gì thêm không trước khi mà mình qua cái phần hoài nghi, nghi hoặc? Con mà wow là bên đó thầy Dũng nhói lòng ấy, đáng lý ra mấy cái này nó phải biết làm, nó phải kẻ nát hết từ T1 tới giờ rồi mà ta, sao giờ nó mới wow ta. Thật chứ, ổng dạy á mà tôi thấy quý vị chat lên wow à là tôi cũng nhớ cuộc vậy đó, cái giờ tôi dạy chắc bên đó chắc ổng cũng dạy nữa. Thôi thì kể từ giây phút này sau khi người ta vào, hy vọng là người ta có thực hiện không? Cuộc đời chỉ dám hy vọng vậy đó, mà nó còn hao mòn xương cốt nữa chứ đâu có dám chờ mục xương như ai, chết luôn à, không 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 còn cái gì để mà xài luôn á. Mình qua cái phần hoài nghi nha quý vị, quý chị kinh chắc. Mấy cái đứa mà nó khoái đọc chữ mà có vần có điệu đó, với mấy cái tánh bất thiện này nè, nó nghe sướng cái tai lắm. Quý chí kích chá được không, cút cút chá được không, chết nha tân. Mình ráng mình thuộc kiểu như là xí lá được ha con ha. Rồi giờ mình đến với cái đoạn kinh liên quan đến hoài nghi ha. Ông có biết một cái chuyện động trời là cái gì không ông Dũng? Thằng Tân á, nó đi cái lớp nào á thì nó cũng bị lấy ra làm ví dụ, tức là nói đâu cũng dính nó,
Chiều nay mới có một cái bí mật nữa, đó là biết gì không? Chưa đâu, chưa đâu, từ từ nè, tới nè. Bà Duyên á, bà nói á, cái gì mà bà My với lại ông Thầy Dũng nói tân á là bên đây tôi có hết luôn á. Sao kỳ quá bà. Đó là tương lai của cái nhà thường đó. Tương lai của cái nhà thường đó. Rồi, có ai đọc không? Có ai đọc cái đoạn này không? Lâu lắm luôn rồi đó, không có đọc nè. Dưỡng trí đường dành cho mấy đứa đó nhau, chứ không may không khéo là tụi nó tống mình vô đó. Rồi, có ai đọc cái đoạn kinh này không? Không phải đọc nữa. Rồi, mình đi cái phần tiếng Việt ha. Này các tỳ khưu, ta thấy như thật rằng có một pháp làm cho nghi hoặc hoặc là hoài nghi ha. Chưa sanh được phát sanh, và đã sanh thì tăng trưởng thống trị. Này các tỳ khưu, như là tác ý không khôn khéo, hay là phi như lý tác ý. Này các tỳ khưu, tác ý không khôn khéo khiến cho nghi hoặc chưa sanh được phát sanh, và nghi hoặc đã sanh thì tăng trưởng thống trị. Bị gây hạn. Trên cái nền bài soạn của thầy Dũng là lúc nào cũng với một cái kiểu sẵn sàng để in hai mặt hết trơn, cho nên là xuống cái trang mới là nó sẽ thụt vô. Rồi, để cùng đọc luôn cái phần thứ hai cho quý vị ghi một cái luôn ha. Này các tỳ khưu, ta không thấy, ta thấy như thật rằng có một pháp làm cho nghi hoặc chưa sanh không phát sanh lên, rồi dẫn đến nghi hoặc biến mất. Này các tỳ khưu, như là tác ý khôn khéo, hay là như lý tác ý. Này các tỳ khưu, tác ý khôn khéo khiến cho nghi hoặc chưa sanh không phát sanh, rồi dẫn đến nghi hoặc biến mất. Đó là hai cái đoạn 15 và 20. Chắc tốt nó hỏi tại sao lại là 15 và tại sao lại là 20. Ok. Hỏi chỗ đó chứ. Tìm chứ. Mà nhớ không tốt? Nhớ cái lý do không? Nhớ cái lý do vì sao nó có số 15 và vì sao nó nhảy tới số 20 không? Ừ. Trong chánh tạng Pali thì nó nằm cách nhau ha. Đi hết nguyên một cái phần là cho sanh, làm cho tăng trưởng. Cái truyền cái thì mới đi đến hết cái phần mà làm cho không sanh và làm cho biến mất những cái truyền cái. Đó là lý do. Sắp qua một cái phẩm mới rồi đó quý vị. Xong cái phần là nghiêm mặt này là hết cái phẩm mà triển cái.
khiến cho nghiệp hoặc chưa sanh không phát sanh nên. Không phát sanh lấy gì mà hỏi thầy? Ủa, vậy là từ bấy lâu nay là con mang những cái thứ con nghi hoặc con hỏi hả? Vậy là chưa có biết nghi hoặc nó gồm gì rồi. Tức là con thắc mắc là sao mà con lại mập, hoặc là sao mà anh Tân ảnh mập hơn con. Đáng lý ra là con phải mập hơn ảnh. Đừng nói như vậy là nghi hoặc nha. Đừng nói hỏi như vậy là nghi hoặc nha. Nghi hoặc nó có những cái loại của nó ha. Mình học xuống dưới là nó có 9 loại. Còn những cái thắc mắc nó của mình nó không phải là nghi hoặc. Nó không phải là nghi hoặc cái. Nó không phải là nghi hoặc được nhắc đến trong pháp tụ. Nó là những cái thắc mắc, những cái vướng mắc thông thường. Có nhớ các cái thể loại đặt câu hỏi không? Thì cái chuyện mà mình hỏi để mình đoạn nghi á, mà nghi hoặc xịn sò đó, nói nghi hoặc xịn xịn cũng đi rồi quá, nghi hoặc cái đó thì nó chỉ là một trong số năm cái cách hỏi thôi. Thấy chỗ của anh Hà đó có share cái tấm hình trong cái bài giảng của sư tọa Hải Khanh đó, hoặc là ở trong mấy cái tấm hình chi pháp của bên cái trang của cô đó cũng có các cái cách hỏi. Nó có 9 loại không? Rồi đó. Thì hỏi để đoạn nghi ha là một trong số những cái cách đó, còn nhiều cái cách khác mà tốt. Cho nên là con không có đổ thừa được đau hen. Câu hỏi vẫn dạt dào như thường. Nó mượn tôi đó, mượn cái giờ này đó không? Dạ chứ. Dễ nha bé. Có dễ nha bé. À, trong tài năng thường. Okay. Đúng rồi có. Nè, nhá nhá hàng cho thấy nè. Chính cái như vậy nè bé. Hoài nghi cái được nhắc đến trong một pháp tụ. Thường thường là với các cái quý vị mới á Tân, mà quý vị đó có share pháp rồi đó, là có tim nha, để khích lệ, chứ không phải nó đúng hết nha con. Dính chưởng mình ra nữa rồi đó. Duyên mình đứt mà duyên hắc xì luôn. Trời ơi, giải nó như vậy, con đứt mũi cháu vậy. Lâu lắm à. Yên tâm. Có sự để ý à không? Có kinh nghiệm rồi. Đâu còn tăng một thời mà sẽ thuốc. Tăng giờ khác rồi. Quý vị ghi xong cái phần này thì mình nghỉ ha. Tuần sau tập yoga hay không? Có ai còn nhớ bài gì không? Nếu mà tuần sau tập yoga là tôi sẽ soạn cho quý vị một cái bộ động tác mới ạ. Tại vì mấy cái động tác đó là mặc nhiên là quý vị nhớ để quý vị tập rồi đó. Nó là cái vốn liếng của quý vị rồi đó. Nếu như mà tuần sau mình tập á, và sẽ là một cái bộ tập mới.
Ok vậy. Rồi, ok. Ai có hỏi gì nữa thì hỏi. Còn không thì ai ghi xong bài nghỉ. Bye bye quý vị. Giữ gìn sức khỏe. Có đi nước đi nôi gì đó thì nhớ mua thuốc sức ghẻ không? Bye bye.